Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của Loa Màng Gỗ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một cái ống nhòm. Một con ống nhòm đến từ cái thị trường của Nhật mà có cái tuổi đời rất là lâu rồi. Cái tên của nó là Dian Stone. Đấy. Con ống nhòm này rất là lặng nha các bác. Đấy. Nhòm rất là lặng và đẹp. Và cái độ nhìn xa của nó thì thôi rồi, em thấy nó nhìn xa lắm. Đây nó còn có hai cái lắp nữa. Hai cái lắp nữa. Nhìn rất là cực kỳ rõ mà khi các bác mà đi biển hoặc là đi bắn chim, soi chim hoặc là đi du lịch thì mang theo cái này thì cực kỳ đẹp. Cái ống nhòm này nó có cả cái hộp, cái túi da luôn đi kèm theo. Đấy. Rất là đẹp nha các bác. Một bộ của nó. Các bác có thể thấy nhìn nó rất là chắc chắn, nó lặng trịch luôn. Nói chung là với con ống nhòm này thì các bác có thể đi nhòm gái hoặc là đi săn bắt hoặc là đi du lịch để nhìn những cái cảnh đẹp nước này kia thì nó rất là rõ. Nhiều khi nhìn còn xuyên qua quần áo luôn. Đấy. Với những anh em mà đang ở những cái khu du lịch cao tầng như là mấy cái tòa nhà cao ốc đó, mà đi mà nhìn gái thì thôi, cái này khỏi phải bàn rồi. Nói chung là nhìn nó rõ lắm, con này nhìn rõ, nhìn nó chắc chắn và đẹp. Kèm theo cả một cái túi. Túi rất là đẹp nha các bạn. Nói chung là hàng Nhật thì chất rồi. Chắc là trước mấy năm đi chiến tranh thế giới sao. Nói chung là đẹp rõ. Ống kính nhìn sáng rõ rất là đẹp. Đấy các bác, bác nào thích thì liên hệ em mua nhé.